Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, lãnh đạo một đơn vị thuộc lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13,5 triệu đồng đối với chủ xe limousine chạy dù bị nữ hành khách tố có hành vi hành hung. Theo đó, chủ xe limousine chạy dù bị xử phạt hai lỗi là không có phụ hiệu và lỗi đổ dừng liên quan đến việc nữ hành khách tố bị phụ xe limousine tấn công. Vì lãnh đạo đơn vị thuộc lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin đăng tải trên mạng xã hội, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiến hành tạm giữ phương tiện, triệu tập những người liên quan đến làm việc, đồng thời thông báo rộng rãi để tìm nạn nhân bị hành hung. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dù nhiều lần đăng tải thông tin tìm kiếm nhưng nữ hành khách tố bị hành hung vẫn không đến cơ quan công an làm việc, do vậy không có cơ sở xử lý những hành vi liên quan. Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 27 tháng 2, chị BTG, 39 tuổi, cùng em gái đứng đón xe khách từ đường Phạm Hùng, Hà Nội, về Uông Bí, Quảng Ninh. Lúc này, chiếc xe mang biển kiểm soát 14B04278 đến mời khách, nói với chị Dê giá vé công ty niêm yết cứ yên tâm, hai chị em, chị Dê và một nam hành khách khác quyết định lên xe. Thời điểm đó trên xe đã có bốn người lớn và một trẻ em. Theo lời chị Dê, chiếc xe đi vòng ra cổng bến xe Mỹ Đình Hà Nội để bắt khách, không chấp nhận cảnh xe đi lòng vòng câu khách. Có hai mẹ con là hành khách yêu cầu xuống xe để bắt phương tiện khác, nhưng nhà xe không đồng ý, quát mắng khách. Họ bật nhạc to để không nghe chị khách nói. Khách phàn nàn nhạc to gây đau đầu thì nhà xe phớt lờ, phụ xe còn quay lại văn tục chửi bới khách, chị Dê kể. Khi đến đầu cao tốc đoạn huyện Đông Anh, Hà Nội, hướng tỉnh Bắc Ninh, phụ xe bắt đầu thu tiền vé đi Hải Dương 300.000 đồng một người, Bắc Ninh 200.000 đồng một người, Móng Cái 500.000 đồng một người, Uông Bí 400.000 đồng một người. Các hành khách không đồng tình với giá vé chặt chém yêu cầu xuống xe thì bị phụ xe đe dọa bỏ rơi giữa cao tốc và bắt đóng tiền bằng mọi giá. Xe dừng giữa cao tốc phụ xe thu tiền rồi mới thả chúng tôi, gồm 4 người lớn và một trẻ em xuống đường. Chị Dê cho hay, theo chị Dê, những hành khách khác vì đã đóng tiền từ trước nên chấp nhận tiếp tục hành trình. Lúc xuống xe, chị lấy điện thoại chụp lại biển số của nhà xe thì bị người của nhà xe chửi và yêu cầu xóa ảnh, rồi họ lao đến bóc cổ chị, dí đầu vào lan can đường. Vết thương của tôi không đau lắm, chỉ bị xước ở cổ thôi. Nhưng hành vi của nhà xe như vậy thật đáng lên án. Chị Dê nói và cho biết chị chưa trình báo công an. Ngay sau khi có thông tin trên, đã nhận được hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ, đa số mọi người đều bức xúc trước hành động đuổi hành khách xuống giữa đường và đánh người của nhà xe trên, đồng thời mong lực lượng chức năng vào cuộc làm rõ xử lý nhà xe nếu vi phạm. Theo thông tin từ cơ quan đăng kiểm, thì chiếc xe limousine nêu trên mang biển kiểm soát 14B04278 thuộc sở hữu của ông Vũ Thành Trờ, trú tại phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, Chiếc xe này không đăng ký kinh doanh vận tải và đăng kiểm gần đây nhất là tháng 10 năm 2023 tại trung tâm đăng kiểm 1407G có địa chỉ tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. Ông Mạc Đức Sơn, trưởng phòng quản lý vận tải và phương tiện Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh cho biết, chiếc xe này không đăng ký kinh doanh vận tải, không có giám sát hành trình và không có phù hiệu. Do vậy, bị hại cần làm đơn kiến nghị gửi cơ quan công an để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc xác minh và báo cáo trường hợp sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, trên phương tiện truyền thông có đăng tải thông tin phản ánh về trường hợp sự cố y khoa dẫn đến tử vong của sản phụ NTTD tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 10, người nhà bệnh nhân tố bệnh viện tắc trách. Cụ thể theo phản ánh từ người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế của bệnh viện biết chị D nhóm máu hiếm ARH nhưng không kịp thời tư vấn hay cảnh báo gì từ bác sĩ và ca trực. Quá trình đỡ đẻ không có bác sĩ chuyên môn, bác sĩ phụ trách ca trực là trưởng khoa sản nhưng do là chủ nhật nên không có mặt, chỉ có y tá và điều dưỡng tiến hành đỡ đẻ. Khi đứa con của sản phụ chào đời thì sản phụ bị băng huyết sau sinh, lúc này đội ngũ y tá không thể giải quyết được mới gọi cho trưởng khoa. Khoảng 30 phút sau tái biến, bác sĩ trực có mặt nhưng cấp cứu không thành và báo cho gia đình biết bệnh viện không có máu dự trữ nhóm máu của sản phụ. Thậm chí khi người nhà bệnh nhân tập trung lại để đề nghị lấy máu để chuyên cấp cứu cho nạn nhân thì bác sĩ cho biết bệnh viện không có túi đựng máu. Sau đó chị Đê được chuyển lên bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp rồi tử vong vào 3 giờ ngày 18 tháng 3. Còn theo báo cáo của bệnh viện, sản phụ nhập viện khi thai 39 tuần, ngồi xuôi, nhóm máu hiếm nhưng bệnh viện không có sẵn máu truyền trong kho. Đây là lần sinh con thứ ba của sản phụ, cả hai lần sinh trước đó đều sinh thuận lợi ở bệnh viện này. 10 giờ sau nhập viện, sản phụ sinh thường cháu gái nặng 3 kg nhưng xuất hiện tình trạng băng huyết, đờ cổ tử cung. Các bác sĩ cấp cứu truyền dịch trong tình trạng bệnh nhân không cải thiện, mất 1,7 lít máu, sản phụ được chuyển lên bệnh viện tuyến trên, cắt tử cung nhưng không qua khỏi. Về vụ việc này, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp kiểm tra xác minh sự việc nêu trên và báo cáo nhanh về Bộ Y tế vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em trước ngày 27 tháng 3. Đồng thời chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 10 khẩn trương họp hội đồng chuyên môn nếu bệnh viện không đủ điều kiện thì Sở Y tế thành lập hội đồng chuyên môn đánh giá quá trình tiếp đón chăm sóc xử trí đối với trường hợp sản phụ NTD, thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng gặp gỡ chia sẻ động viên tới gia đình sản phụ đặc biệt xử lý nghiêm các tập thể cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn tinh thần thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành tiếp tục chỉ đạo và chấn chỉnh các cơ sở khám bệnh chữa bệnh sản phụ khoa sơ sinh và kế hoạch hóa gia đình nghiêm túc thực hiện theo các hướng dẫn và quy định của bộ y tế nhằm giảm tử vong mẹ tử vong sơ sinh trong công văn Bộ Y tế cho gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cũng nêu rõ, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cần xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành. Mới đây, ông Lê Trọng Thuần, giám đốc kinh doanh tổng công ty cấp nước Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạng một thành viên Sawako, đã cung cấp thông tin cụ thể về trường hợp ông Nguyễn Quốc Huy, ngụ quận 3, nhận hóa đơn tiền nước tháng 2 năm 2024 hơn 57 triệu đồng tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Trọng Thuận cho biết, địa chỉ cấp nước này thuộc quản lý của công ty cổ phần cấp nước gia đình và kỳ hóa đơn tiền nước tháng 1 năm 2024, nhân viên đến đo đồng hồ nước nhưng gia đình đi vắng. Phi công ty lấy mặc định lượng nước sử dụng những tháng trước đó để ra hóa đơn. Đến kỳ tính hóa đơn tháng 2, nhân viên đã tiếp cận đồng hồ nước của hộ gia đình này và thấy khối lượng sử dụng nước tăng lên như trong hóa đơn. Nhân viên của công ty sau đó đã kiểm tra rà soát hệ thống đường ống dẫn nước, hệ thống nước trong ngôi nhà, kiểm định đồng hồ nước. Trong trường hợp này, công ty cổ phần cấp nước gia đình áp dụng phương án tính hóa đơn nước kỳ tháng 2 vẫn bằng trung bình các kỳ trước là khoảng 20 mét khối. Sau khi có kết quả kiểm định đồng hồ nước, chúng tôi sẽ thông tin tới khách hàng và đưa ra hướng xử lý tiếp theo để đảm bảo khách quan cho khách hàng, ông Lê Trọng Thuần cho biết thêm. Trước đó, ông Nguyễn Quốc Huy, ngụ 490 Lê Văn Sĩ, quận 3, tá hỏa khi nhận hóa đơn tiền nước tháng 2 hơn 57 triệu đồng. Theo ông Huy, tháng 1, trước Tết, nhân viên đến đo đồng hồ nước nhưng gia đình đi vắng. Phía công ty lấy mặc định lượng nước sử dụng những tháng trước đó để ra hóa đơn và tính toán lại sau. Tháng 2, khi nhận mức phí sử dụng nước trên, ông Huy quá bất ngờ với số tiền 57 triệu đồng tăng đột biến, tương đương 3.000 mét khối. Trước đó, trung bình mỗi tháng, gia đình ông sử dụng khoảng 20 mét khối nước so với số tiền hơn 200.000 đồng. Ngày 20 tháng 3, ông Huy đã làm việc với công ty cổ phần cấp nước gia đình về hóa đơn nước gia đình trong tháng 2, bởi ông nghi ngờ đồng hồ nước có vấn đề mới xảy ra chuyện hy hữu như trên.